Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cùng chớm để lại gì, tim mình thầm thì. Mình có lẽ gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm? Mình có lẽ gì ngoài ngày dường như dài thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa quá. Mình có lẽ gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình có lẽ gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn, em đi cùng đêm tan mở sương khói. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Chào bạn, mình là Phạm Kiều Vy, mình đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Hiện nay thì bạn học ban nào và khối nào ha? Hiện tại thì mình đang học ở ban tự nhiên và học với khối B. Tại trung tâm thì bạn học gồm những môn nào? Ở trung tâm thì hiện tại mình đang học cả 3 môn. Môn toán thì mình học của thầy Minh, môn hóa của thầy Tuấn và môn sinh của cô Yến. Thì sau cái quá trình học thì bạn thấy điểm số cũng như kiến thức của bạn thì cái điểm như thế nào? Sau quá trình học thì mình thấy điểm số của mình đang cải thiện rất là tốt và càng cao lên, từ học sinh trung bình mình thành học sinh khá. Kiến thức của mình thì ổn định hơn và không còn lung lay như trước nữa. Cho mình hỏi một chút, đó là bạn hài lòng điều nhất ở trung tâm? Ở trung tâm thì mình thấy cơ sở vật chất khá là tốt, được học máy lạnh. Tài liệu học tập thì được phát rất là đầy đủ, thầy cô thì rất là nhiệt huyết và dạy rất là dễ hiểu. Bạn đã có cho mình cái dự định vào trường nào hay chưa? Hiện tại thì mình đã có dự định vào trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cảm ơn bạn, chúc bạn thi tốt nha. Chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Dạ, em tên là Phạm Nguyễn Phương Thảo, học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Hiện tại em đang theo học ban nào và khối nào? Dạ, em đang theo học ban tự nhiên và khối B. Trong khối B thì em học những môn nào tại trung tâm? Dạ, là môn hóa và môn sinh. Trong quá trình học thì em thấy điểm số của mình đã được cải thiện như thế nào? Dạ, tầm khoảng 1 đến 2 tuần đầu thì điểm số của em được trên 8. Trong 3 môn toán hóa sinh thì em cảm thấy tự tin môn nào nhất? Dạ là môn hóa. Môn hóa em đang học ai tại trung tâm? Dạ là thầy Tuấn. Em hài lòng điều gì nhất ở trung tâm? Dạ là sự tận tâm, nhiệt huyết của giáo viên, sự dễ thương của các anh chị lễ tân và cơ sở vật chất ở trung tâm. Em đã có cho mình một dự định nào trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới chưa? Dạ là em có mục tiêu là sẽ đậu y dược, ngành dược. Em hãy gửi cho các bạn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới một lời chúc nha. Dạ là các bạn hãy cố gắng nắm chắc, không làm sai những câu dễ và làm đúng những câu khó. Đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, chúc em thi tốt. Dạ em cảm ơn chị. Chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Dạ, em tên là Trần Phạm Minh Trang, hiện tại đang học lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Tân Bình ạ. Thì hiện tại em đang theo học ban nào và khối nào á? Dạ, hiện tại em đang học ban xã hội và khối D là toán văn Anh ạ. Thì em đã chọn cho mình được một cái trường nào mong muốn hoặc là em yêu thích chưa? Dạ, em mong muốn được theo học ngành Đông Phương học của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ạ. Thì trong cái khối D của em á thì em có em hiện tại em đang theo học những cái môn nào tại trung tâm? Dạ, em đang theo học môn toán của thầy Mai và môn tiếng Anh của cô Nhi ạ. Thì trong 2 môn mà em học á thì em thấy điểm số của mình nó cải thiện như thế nào cũng như về kiến thức? Dạ, trước khi vào học thì điểm của 2 môn đó của em cũng khá thấp. Sau khi vào học thì ban điểm của em đã tăng từ 8 cộng đến 9 cộng, kiến thức cũng đã ổn định hơn ạ. Thì hiện tại chị thấy lớp của mình nó là tối đa là 12 học sinh. Thì em thấy cái số lượng nó có phù hợp với em không? Và em có tiếp thu kiến thức tốt hay không?
Dạ, theo em thấy số lượng 12 học sinh là khá là ổn của một lớp. Giáo viên có thể giảng, có thể theo dõi được tất cả các học sinh cùng một lúc. Và em thấy 12 học sinh là ổn đối với em. Vậy thì trong kỳ thi đại học sắp tới á, thì em đã nhắm cho mình khoảng bao nhiêu phần trăm vào được cái trường em yêu thích rồi? Dạ, với mức điểm hiện tại thì em nghĩ là sẽ là 70% hoặc là trên 70% ạ. Rồi, chúc em thi tốt nha. Dạ, em cảm ơn. Chào nhé, anh thấy em mới học xuống nên là anh muốn phỏng vấn em một xíu á, thì em tên là gì nè? Dạ, em tên Nguyễn Chí Toàn, em học trường Trần Quang Khải. Thì ở trung tâm mình á, thì em đang học môn gì á? Dạ, em đang học môn toán và tiếng Anh. Thì tại sao em lại chọn hai môn này để học ở trung tâm mình? Dạ, tại vì em thi khối D, cho nên là em học môn này để em đậu đại học. Thì khi mà mình học hai môn này á, với cái chuyên ngành với cái khối mà mình chọn là khối D á, thì em muốn vào chuyên ngành nào của trường nào á? Dạ, em chưa biết ạ. Em có ý định là vào trường mà trường... Là mình muốn vào một trường thật tốt với lại có điểm số cao thôi đúng không nè? Dạ đúng rồi. Thì em khi học ở trung tâm á, em thấy mình được lợi gì và mình được hưởng những cái quyền gì khi mình ở trung tâm này nè? Dạ, em thấy được nhiều kiến thức và tiến bộ hơn. Thì trong những cái kiến thức đó thì phải có những thầy để hỗ trợ đúng không? Thì em thấy thầy nào nhiệt tình nhất và quan tâm tới mình nhất nè? Dạ, em thấy thầy dạy toán của em là nhiệt tình và quan tâm em nhất. Em có thể nói sơ bộ về thầy giống như là tên hay là sao mà? Dạ, thầy tên là Quách Chí Minh ạ. Thầy Minh thật là nổi tiếng trong tâm mình đúng không ạ? Thì anh cũng chúc em là thi tốt và đạt điểm số cao như là em mong đợi nha. Dạ, cảm ơn ạ. Xin chào em nhé, anh có thể phỏng vấn em một xíu được không ạ? Dạ, vậy được ạ. Cho anh hỏi em tên gì nè? Dạ, em tên là Trung Minh Nhật. Em học ở trường nào? Dạ, hiện tại em đang theo học ở trường Trần Phú. Thì em đăng ký ở trung tâm mình những môn học nào nha? Hiện tại thì em đang học toán với anh Văn. Tại vì em theo khối A1 nên mà cái dự định ngành của em là ngành quản trị kinh doanh, nên là em học toán với anh Văn. Thì sau khi em học ở trung tâm, em có điểm số cũng như năng lực của mình được phát triển như thế nào? Dạ, em thấy em tiến bộ rõ hơn rất là nhiều. Thì khi ở trung tâm em thấy hài lòng gì nhất ở trung tâm nha? Dạ, em thích nhất là giáo viên của em. Tại vì giáo viên của em tận tụy, với lại học ở đây có máy lạnh nữa. Em có thể nói tên giáo viên tận tụy cho anh nghe được không ạ? Dạ, là thầy Minh dạy toán. Thì cảm ơn em nhé. Thì phỏng vấn hết rồi, thì anh cũng chúc em thi tốt vào năm sau. Yeah. Okay. Chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Em tên là Phan Quốc Khải, là học sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Và em vừa mới tốt nghiệp. Hiện tại thì em đang ôn tập cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Em đang học theo ban nào và khối nào? Em đang học theo ban tự nhiên khối A với 3 môn là toán lý hóa. Thì trong những môn học đó thì em đang học những môn nào tại trung tâm? Hiện tại thì em đang học theo cả 3 môn là toán lý hóa. Em học ở trung tâm được bao lâu rồi? Em đã học trung tâm từ khoảng hè lớp 11, 12 cho tới khoảng đầu tháng 6 là bây giờ. Thì trong suốt cái quá trình em học á, thì em thấy điểm số cũng như kiến thức của mình được cải thiện như thế nào? Em cảm thấy là kiến thức của mình được cải thiện rất là rõ rệt, nhất là 3 môn mà em theo học là toán lý hóa. Em đã cải thiện điểm từ khoảng từ 8,5 cho tới 9 cộng. Thì trong 3 môn đó em cảm thấy tự tin môn nào nhất? Nói về môn tự tin nhất trong cả 3 môn thì em có thể khẳng định là môn hóa. Em có thể cho chị biết được điểm trung bình của 3 môn toán lý hóa trong học kỳ vừa rồi không? Điểm trung bình 3 môn toán lý hóa trong học kỳ 2 của em vừa rồi là 9.4. Vậy em đã có mục tiêu gì cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng như là trường đại học em mong muốn chưa? Nói về mục tiêu cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì đó chính là cái ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Thì theo đó thì em cũng đã đặt nguyện vọng 1 ở trường Bách Khoa. Thứ hai, nói về nguyện vọng thứ hai đó chính là cái ngành công nghệ thông tin ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tính đến hiện tại thì em đã chuẩn bị được gì cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi? Nếu nói về chuẩn bị thì
Có lẽ là cái số lượng làm đề của em cũng như là số câu đúng thì có thể nói là em cũng đã làm được khoảng từ 90% trở lên của một cái đề, nên em cũng cảm thấy khá tự tin. Em đã nắm được khoảng bao nhiêu phần trăm để đạt được nguyện vọng 1? Thì như em vừa chia sẻ thì em cũng đang rất là tự tin là sẽ đạt nguyện vọng 1, tức là khoảng 90% tới khoảng 92, 95. Cả năm vừa rồi em được học lực gì? Cái năm vừa rồi em đã học lực giỏi. Em có thể chia sẻ cho các bạn một chút bí quyết về cái cách học tập của em được không? Nói về bí quyết thì có thể nói đơn giản là chúng ta hãy học cơ bản và đừng có chăm chú vào những cái câu mà khó hay là vận dụng cao, chỉ đơn giản là làm những câu dễ trước rồi những câu khó chúng ta hãy làm sau. Rồi, chúc em thi tốt trong kỳ thi sắp tới nha. Dạ cảm ơn chị. Anh chào em có thể giới thiệu về bản thân mình không? Dạ em tên là Hồ Đình Quốc Huy, hiện tại em đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh. À, em biết đến trung tâm mình như thế nào? Dạ em biết đến trung tâm mình qua một người bạn của em. Em đã học ở trung tâm từ bao lâu rồi? Dạ em học ở trung tâm từ học kỳ 2 năm ngoái. À, vậy lý do gì mà em tìm đến trung tâm? Dạ em tìm đến học ở trung tâm tại vì em muốn cải thiện điểm số ở trên trường của mình. Sau cái quá trình học á, thì em thấy điểm số của mình đã cải thiện như thế nào? Dạ, sau quá trình học thì em thấy điểm số của em là vượt hơn những gì em mong đợi. Em có thể cụ thể một xíu được không? Dạ, ví dụ như là trước em điểm rất là thấp nhưng mà hiện tại thì điểm em cao khoảng tầm từ 8 đến 9. À, thì trong cái kỳ thi vừa rồi thì trong kỳ thi sắp tới thì em mong muốn sẽ đậu vào trường nào? Dạ, hiện tại em có ý định vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành công nghệ thông tin ạ. À, chúc em đi tốt ha. Dạ em cảm ơn.